Bây giờ thầy sửa cho các bạn một số bài tự luận nha. Bài đầu tiên đó chính là bài về uh, câu tường thuật. Câu tường thuật thì các bạn chỉ cần lưu ý cho thầy một cái đó chính là gì? Là các bạn phải xem thử câu đề nó đang là một câu khẳng định, phủ định hay là một câu hỏi. Được chưa? Nếu mà nó là một câu hỏi thì các bạn phải chia ra chìm thầy hai hướng. Đầu tiên là xác định thử câu hỏi đó là câu hỏi wa hay là câu hỏi yes no câu hỏi wa nó rất dễ thì nó sẽ có những từ là what where rồi who how rồi thôi được chưa còn câu hỏi tiếp theo đó chính là cái dạng câu hỏi yes no câu hỏi yes no là như thế nào là các bạn sẽ sử dụng trợ động từ các bạn sẽ thấy trợ động từ nó sẽ đứng đầu coi được chưa do nè đơ nè did nè được chưa rồi ngoài trợ động từ do đơ did ra thì làm sao các bạn biết đó là một câu hỏi yes no nữa Đó chính là các bạn sẽ thấy Đó chính là have hoặc là has hoặc là had Have hoặc là has rồi cộng chủ ngữ Rồi cộng động từ của ba Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà ha và has đứng trước chủ ngữ Thì đó là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành ở câu hỏi Được chưa các bạn? Rồi và một trường hợp nữa một câu hỏi yes no đó chính là các bạn sẽ thấy đó chính là model verb đứng đầu câu. Model verb ví dụ thầy có can nè, thầy có will nè, thầy có would nè, được chứ bạn? đó hoặc thầy có may nè. Thì đây là một số đó chính là dạng câu hỏi yes/no. Thầy nói lại nha. Câu hỏi yes/no thì một là do the did đứng đầu câu, được chưa? Cái thứ hai là have hoặc has đứng đầu câu sau đó cộng chủ ngữ hoặc là model verb can, will, would, may đứng đầu câu làm chủ ngữ à, đứng đầu à, đứng đầu câu sau đó là chủ ngữ. Được chưa? Thì đây là dạng câu hỏi yes no rất là đơn giản. Được chưa? Và một nhiệm vụ của dạng câu hỏi yes no là lúc mà bằng các bạn tương thuật lại thì các bạn vui lòng phải có từ if hoặc là phải có từ weather Nhưng mà thầy nghĩ nhanh gọn nhất là các bạn chơi thầy đó chính là từ if. Được chưa? Và một lưu ý của câu tương thuật là buộc các bạn phải lùi tề giúp thầy. Được chưa? Nếu mà câu hỏi yes no thầy có do the thì bằng bạn đuôi do the là dấu hiệu của thi hiện tại đó. Mà theo quy tắc hiện tại đơn mình sẽ lùi thành quá khứ đơn Còn nếu mà các bạn thấy chữ đích Thì các bạn vui lòng lùi thành quá khứ hoàn thành Bởi vì đích nó là dấu hiệu của quá khứ đơn Mà trong câu tục thuật quá khứ đơn lùi thành quá khứ hoàn thành Tương tự như half phá thì bạn đổi thành đó chính là quá khứ hoàn thành Half phát thành hát tiếp thầy Và nhớ sau đu đơ đích thì động từ bản nguyên mẫu Nhưng mà sau half phá thì phải dùng động từ cục 3 được chưa? Còn nếu mà can thì các bạn đổi thành could, will thành would, would thì vẫn là would, may thì các bạn đổi như thầy đó chính là might. Được chưa? Và nhớ sau những cái này thì động từ cũng nguyên mẫu giúp thầy. Thì các bạn sẽ thử làm giúp thầy nha các bạn. Rồi. Và nhớ bên cạnh đó là các bạn phải thay đổi giúp thầy một số cái từ. Ví dụ như phải đổi giúp thầy đó chính là chủ ngữ, toan ngữ nè. Rồi sở hữu nè. Phải đổi this thành that nè. Rồi những cái trạng từ chỉ thời gian ngày nào các bạn phải đổi thầy ha. Rồi câu này. The policeman asked the boy. Rồi câu này chắc chắn là câu hỏi. Và xác định chắc chắn đây câu hỏi yes no. Bởi vì có đích đến đầu câu. Thì đích là dấu hiệu của quá khứ đơn. Thì mình sẽ lùi thành quá khứ hoàn thành. Được chưa các bạn? Thì câu này nó là à, thôi đó chính là gì? The policeman asked the boy. Được chưa? Thì chữ the này các bạn viết khoa cho thầy nha, không viết khoa là sai nha. Rồi ask the boy. Rồi câu hỏi yes no cho nên phải có if. Rồi you này là ai? You này chắc chắn là the boy đứa trẻ. Thì đứa trẻ này các bạn đổi thành chủ ngữ đó chính là thì tuyệt đối các bạn không được dùng chữ đích nữa nha các bạn bởi vì đu đưa đích là cần bỏ giùm thầy. Được chưa? Bởi vì cái này không phải là câu hỏi nữa cho nên không được dùng trợ động từ nữa. Đây là một câu tường thuật, câu tường thuật là câu khẳng định rồi cho nên nó không phải là câu hỏi nữa cho nên không được dùng to did. Được chưa? Mà did thì là dấu hiệu của quá khứ đơn thì viết tương thuộc là thì nó là quá khứ hoàn thành. Được chưa? Quá quá khứ hoàn thành cấu trúc của nó là gì các bạn? như chữ dư phải đổi thành chữ have như thế này ha. Quá khứ hoàn thành thì hát thì còn một cụ ba. Vậy động từ chính trong câu này là động từ gì? Đó chính là động từ see. Được chưa? Vậy see thì quá khứ cụ ba của nó đó chính là thành sin. Rồi, sin this thành sin that. Được chưa? Và các bạn nhớ này, động từ nó chỉ chia đúng một lần thôi. Các bạn thấy happen là xảy ra cái này gì thế phải nha. Rồi dạ, cảnh sát hỏi đứa trẻ rằng liệu cậu bé ấy có thật sự thấy cái chuyện này nó xảy ra chính cái con mắt của bạn à, cậu ấy hay không. Được chưa em? Thì đối với trò this thì thành tác được chưa? Và nhớ động từ nó chỉ gọi là chia một lần thôi, cho nên chỉ happen này các bạn viết bình thường. Được chưa? That happen, được chưa? With do là with chữ bằng. Con mắt của bạn là con mắt của cậu ấy thì đổi thành his xem His own eyes. Bởi vì câu này đang nói chuyện với đứa bé mà và nhớ tuyệt đối không có dấu chấm hỏi nữa nha. Bởi vì câu tuần thuộc là không phải câu hỏi nữa. Ok ha, thì thành the policeman asked the boy if he has seen that happen with his own eyes. Ok các bạn ha. Rồi nhưng mà chỉ A phải thêm S nha, tiếp tục thôi. Rồi câu số 2 cũng là câu hỏi nhưng mà đây là câu hỏi chắc chắn câu hỏi yes no bị con Wood đưa đầu câu. Rồi chưa? Rồi thì câu này nói là thôi đó chính là gì các bạn? The lady các bạn biết là chữ the các bạn biết hỏi cái nha. The lady said to the guests would you like thì đổ lại thành những các bạn chữ would các bạn nhớ do do did it, thì mình bỏ được nhưng mà những cái còn lại này là tuyệt đối các bạn không được bỏ chỉ các bạn chỉ bỏ được dùm thầy đó trên trời động từ còn những cái mà thầy đang in đậm này thì tuyệt đối các bạn không được bỏ nói chưa thì câu này là như bạn the lady said to the guest rồi you là ai you là cái vị khách mà khách này mình đã biết nam nữ chưa thì chưa biết thì các bạn viết đó chính là he hoặc là she Rồi chưa đó chủ ngữ he she rồi would thì giữ nguyên quan quan chữ would quay trở lại chủ ngữ would like Đối bằng là từ đầu tới cuối là xong Bởi vì câu này mình không còn phải thay đổi bất kỳ cái gì nữa Đúng không? Đó Nhớ này nha Mình chỉ bỏ đu đít thôi Còn những cái còn lại các bạn giữ nguyên giúp thầy Nha Chỉ việc là các bạn lui thì giúp thầy thôi Have has sẽ thành hat Can thành good Will thành would. Would thì bạn giữ nguyên May thành thành might Tiếp tục Đây uh, họ nói Câu này không phải có hỏi nữa Họ nói chúng tôi đang học tiếng Anh Và bây giờ thì nói lại thôi là giữ bạn They said we chúng tôi uh, chúng tôi là là họ đó thì đây are learning đang là hiện tại tiếp diễn thì thành quá khứ biển are thành were learning thì thành viết lại y chang english now thì đổi thành then được chưa tiếp tục câu hỏi thì đây là câu hỏi các bạn have you ever seen bạn đã từng xem bộ phim này chưa thì rõ này câu hỏi vẫn là câu hỏi yes no thì phải có như bạn vẫn là she asked me rồi liệu if được chưa rồi chữ hai tuyệt đối không bỏ như bạn chỉ hai bạn quăng trở lại sau chữ you nhưng mà you lúc này là gì các bạn cô ấy hỏi tôi bạn đã từng cô ấy hỏi tôi là bạn đã từng thì tôi uh, uh, bạn này là ai bạn này là tôi được chưa she asked me if I have you thì đổi thành đó chính là I had đúng không các bạn bởi vì you phải đổi thành chủ ngữ thành ai được chưa mà chữ ham này không được nguyên mẫu nữa chữ ham này các bạn phải lùi giùm thầy bởi vì hiện tại cũng thành lùi thành quá khứ thành quá khứ thành là hát cộng được thứ ba mà đồng từ của ba ngay đây thì các bạn giữ nguyên thôi uh, I had ever I had ever seen this thành that movie là xong rồi. Ok nha. Tiếp tục câu số Rồi câu này không phải câu hỏi thì viết bình thường các bạn ha. Nam nói. Nam nói thì là thôi. Nam xét tôi là gì? Tôi là anh ấy đó. Tôi, uh, uh, tôi, là Nam đó. Thì can thành gì thôi. Can thành could. Rồi với sau các bạn có còn thay đổi gì nữa không? Không còn thay đổi hết trơn. Thì các bạn viết là từ đầu câu là xong. Coi kỹ nha. Có thay đổi gì không? À không thay đổi gì hết trơn. Được chưa? Tiếp tục câu 6. Đây là câu hỏi nhưng đây là câu hỏi dạng các bạn. Đây là câu hỏi dạng WA thì tuyệt đối là không có if nữa. Thì câu này các bạn chỉ bình thường Lan hỏi Cụ thể Lan hỏi ai? Lan hỏi Nam Lan ask Nam Rồi câu này không if nha các bạn Bởi ra câu hỏi đáp đây Thì why? Đích chắc chẳng phải bỏ đi Đúng không? Nhưng mà đích là dấu hiệu của quá khứ đơn Mà quá khứ đơn thì lùi thành quá khứ hoàn thành Quá khứ hoàn thành cấu trúc đó chính là hát Được chưa các bạn? Nhưng mà câu này chủ ngữ phải có chủ ngữ thôi chứ Tại sao bạn? Bạn là ai? Bạn là đang nói chuyện phần Nam nè để chơi cho nên chữ you thì đổ thành đó chính là chủ ngữ đó chính là thì Lan ask Nam why he hát chủ ngữ động từ chính trong câu này động từ gì đó chính là decide decide thì cục ba của nó thành decide tại sao phải chuyển thành động từ cục 3? bởi vì quá khứ đơn thì đổi thành quá khứ hoàn thành why he had decided rồi sau đó là to buy my friend my friend là bạn của tôi bạn của tôi là bạn của ai là ai nói là bạn uh, là bạn của tôi là bạn của lan mà bạn của lan là thành bạn của cô ấy her friends car được chưa last night thành the previous night hoặc cách thứ hai là gì các bạn the night before chơi hai cách cách nào cũng được các bạn ha nhanh gọn nhất vẫn là the night before ok tiếp tục câu số 7 câu này chắc chắn là câu hỏi yes no bởi vì có thể có tất nhiên là will đứng đầu câu đợi chơi will đứng đầu câu nó sẽ là câu hỏi yes no các bạn ha thì hỏi rồi có tôi hỏi ai không đó chính là hỏi khang i ask khang rồi câu này phải có if bởi vì câu hỏi yes no if you là will, if you là if ai đó chính là if khang là khang đó đúng không các bạn khang thì các bạn không được viết khang nữa nó bị trùng cho nên các bạn khang là con trai cho nên là he được chưa? Rồi câu chữ will tuyệt đối không bỏ will thành làm gì? Would quay trở lại sau chủ ngữ. Rồi viết lại từ đầu. Be able to complete this thì đổi thành those on time thì viết lại bình thường nhưng tomorrow thành the next day là xong. Được chưa các bạn? Các bạn có một số lưu ý đó chính là gì đây? Nhớ thầy một cái đó chính là gì? Các bạn thấy câu đầu tiên này không? Các bạn nhớ động từ là các bạn chỉ lui một lần thôi nha Các bạn chia một lần thôi Ví dụ trong câu này bạn có là con có thật sự bởi vì câu này là cảnh sát đang nói chuyện với đứa bé cho nó là gì con có thật sự chứng kiến được cái việc này nó xảy ra tận mắt hay không được chưa thì câu này có hai động từ nhưng động từ chính vẫn là cái từ si này và câu này nó chỉ có đúng một vế thôi mà có một vế thì các bạn chỉ chi cho thầy động từ một lần thôi nhưng mà nếu mà trong câu mà nó có hai vế có hai vế là như nào hai vế là hai mệnh đề mà mỗi mệnh đề là sẽ có chủ ngữ động từ mà mỗi định, đề, mỗi mệnh đề là các bạn phải chia cho thầy được chưa cho nên nếu mà bạn thấy một câu trực tiếp mà nó có hai mệnh đề thì các bạn phải chia cho thầy hai động từ và các bạn phải lưu dùm thầy hai động từ thầy cho các bạn ví dụ đó chính là gì đây ví dụ thầy có một câu đó chính là gì when I went home yesterday I saw a, a snake chẳng vậy được chưa khi mà tôi đi về nhà ngày hôm qua tôi đã gặp một con rắn she said cô ấy nói đã chưa thì các bạn thấy rõ ràng trong câu này nó có hai mệnh đề rõ ràng được ngăn cách bằng dấu phẩy cho nên câu này các bạn thấy nè có chủ ngữ có động từ ai chủ ngữ ai động từ when câu sau chủ ngữ ai động từ so thì rõ ràng là hai mệnh đề khác nhau cho nên là lúc mà các bạn chuyển sang câu gián tiếp thì cũng phải có hai mệnh đề rõ ràng giúp thầy phải phải chia và phải lùi giùm thầy còn câu ví dụ trên này nó chỉ có đúng một mệnh đề thì các bạn chia cho thầy một động từ si thôi còn chữ hép mình tuyệt đối không được chia được chưa vậy câu này nó là gì she xét khi tôi là khi khi cô ấy when các bạn phải xác định thì câu này là hai vế đều quá khứ đơn thì lùi thành đó chính là quá khương thành when thì đổi thành quá khương thành phải có hát được chưa? Và cục 3 của when đó chính là gone home. đây thành như các bạn. The day before. Đúng không? Rồi I saw thì cũng đổi thành đó chính là what. ai uh, uh, cũng phải đổi thành see Đúng không các bạn? Rồi nhưng mà chỉ so thì cũng quá có được cũng thành quá không thành đó chính là has seen a snake thì cũng biết là tôi không còn thay đổi gì nữa. Các bạn tự tự được chưa? Đó nó là như vậy thì Rồi, câu điều kiện các bạn chỉ lưu ý giúp thầy một cái đó chính là gì đây? Bước đầu tiên xác định giúp thầy câu này nó đang ở thể gì? Nếu mà nó là câu hỏi thì chia dùm thầy hai trường hợp. Xác định dùm thầy câu hỏi này câu hỏi yes no hay là câu hỏi wh. Câu hỏi wh nó rất là dễ để phân biệt. Còn câu hỏi w còn câu hỏi yes no thì nó có một số dạng này. Được chưa? Và nhớ câu hỏi yes no thì nếu mà có đu đơ các bạn phải bỏ nó dùm thầy nhưng mà cũng phải lùi. Nếu có đu đơ thì lùi thành quá khứ đơn, còn đít thì lùi, thành quá khứ hoàn thành. Ok chưa? Rồi, bước tiếp theo các bạn không phải lưu ý nữa đó, chính là gì đây? Nếu mà các bạn thấy câu này nó có hai mệnh đề làm sao bạn biết nó hai mệnh đề là một câu một cái mệnh đề nó sẽ một mệnh đề nó sẽ có chủ ngữ động từ mệnh thứ hai cũng là chủ ngữ động từ thì các bạn lưu giùm thầy hai mệnh đề luôn được chỉ các bạn thì các bạn chỉ lưu ý thầy hai vấn đề đó rồi cái bài tiếp theo nữa đó chính là gì đây đó chính là câu điều kiện loại hai được chưa câu điều kiện là hai thì nó cũng khó các bạn nghe nói là đề thi ngày mai đó chính là câu điều kiện loại hai nó chỉ uh, câu tự luận nó chỉ ra câu điều kiện loại hai thôi thì bây giờ thầy xuống nhỏ các bạn một số cái dấu hiệu để các bạn biết được đây là câu điều kiện loại hai được chưa thì câu điều kiện là hai thì câu đề nó sẽ có hai vế được chưa? Vế 1 và vế 2. Được chưa? Và thường hai vế nó sẽ được ngăn cách bằng đó chính là một số cái liên từ, một đó chính là từ so. So mang nghĩa là gì các bạn? Vì vậy. Được chưa? Ví dụ như là gì? I eat, ví dụ too much sugar. So I am fat. Vì vậy tôi mập. Tôi ăn quá là nhiều đường, vì vậy tôi mập. Thì đây là cái thực tế hiện tại của mình. Mà bây giờ mình có một điều ước, nếu thì đó là các bạn nói là gì? Nếu mà tôi không ăn quá là nhiều đường, tôi sẽ không mập thì rõ ràng hiện tại mình đang ăn, ăn nhiều, hiện tại mình đang mập thì rõ ràng nó trái ngược so với thực tế thì các bạn sẽ dùng câu đi kiện loại 2. Đúng không các bạn? Đó ok ha. Rồi, cho nên các bạn nhớ thầy, câu đi kiện loại 2 thì hai vế các bạn vui lòng các bạn các bạn phải đảo ngược lại cái thể như thầy nếu mà nó đang ở khẳng định các bạn đảo thành phủ định và nếu nó phủ định thì các bạn đảo nó thành khẳng định là xong thì các bạn thấy rõ rằng hai vế nó là khẳng định thì lúc mà bạn viết lại câu điều kiện thì hai vế các bạn đổ thành uh, phủ định như thầy hai vế là khẳng định đúng không thì các bạn đổi thành hai vế nó khẳng định các bạn tự tự được uh, hai vế nó khẳng định thì đổi đổ lại thành phủ định thầy xin lỗi được chưa đó nhưng mà các bạn phải dùng câu điện hai câu điện câu hai thì vế sau ít dùng quá khứ đơn vế còn lại các bạn dùng hút cho thầy là xong được chưa các bạn đó ok rồi thì con này mình sẽ đổ lại đó chính là như bạn nếu nếu mà tôi chắc chắn là nếu tôi gì đấy không ăn nhiều thì sau ít thì dùng quá khứ đơn mà không ăn nhiều thì thật ra có chữ không là từ gì didn't ăn đó chính là ít sau didn't động từ nguyên mẫu chúng ta nha ngựa, ngựa, ngựa đổi chỉ ít thành chữ a nha too much sugar rồi sau sau mẹ để ít thì các bạn vui lòng dùng would chúng ta là chưa ai vậy đây tôi sẽ tôi sẽ mập phải là gì bằng tôi sẽ không mập I would not mà would not thì phải gì các bạn, mập thì có, phải có đó chính là từ phép, nhưng bạn biết vậy bị xa rồi bởi vì câu này gì các bạn, phép đang là tính từ, mà trong câu này không có động từ thường thì phải có động từ to bị mà be này không được chia is, am, was, were nữa bởi vì sau would be của nó không còn phải chia, I would not be fat, các bạn kịp không? nhớ cái này nha, dấu hiệu của câu điện từ loại hai là gì các bạn? Câu đề là nó sẽ là hai vế ở thì hiện tại đơn và được liên kết bằng liên từ so và lúc mà bạn chuyển đổi câu, câu đề còn là hai thì các bạn vui lòng lùi thì dùm thầy và cái thứ hai là các bạn xác định câu này câu đề nó đang khẳng định hay phủ định nếu khẳng định thì các bạn chuyển nó thành phủ định và ngược lại nếu nó nó phủ định thì các bạn chuyển thành khẳng định ok chỉ các bạn đó thì đây là dấu hiệu đầu tiên đó chính là câu chữ sâu và cái thứ hai dấu hiệu thứ hai đó chính là cái gì các bạn nhớ nếu mà đề thi mà nó không có chữ sâu thì nó có thể có từ because được chưa bởi vì sao các bạn câu này phải nói lại tôi ăn nhiều đường vì vậy tôi mập cách thứ hai thầy nói là gì bởi vì tôi ăn nhiều đường tôi mập cho nên nó có hai cách nếu mà các bạn thấy có chữ sâu ngay đây thì các bạn tưởng tượng là có chữ because đứng đầu câu và các bạn bỏ chữ sâu đi because I eat too much sugar I am fat rồi các bạn viết lại y chang được chưa các bạn nhưng mà các bạn nhớ chữ sâu nó còn một số từ đồng nghĩa nha đầu tiên đó chính là thầy có từ therefore vì vậy tiếp tục thầy có một số từ đó chính là từ những cái từ này nâng cao nhé các bạn thus cái thứ hai là hence được chưa các bạn đó ok các bạn ha rồi cái thứ hai đó, cái thứ, tiếp theo đó chính là last why đó là lý do tại sao ok các bạn ha tiếp tục bị thì con phải có một số cụm đó chính là gì As nè cái thứ hai đó chính là phải có từ since được chưa cái thứ ba thì có cụm đó chính là due to the facts that ok các bạn đó ok ha nếu mà đề thi khó á nếu mà đề thi khó nó sẽ có một số cái đó chính là gì đây Due to the heavy rain yesterday. I uh due to the heavy rain we can go out today. Đây được chưa các bạn? Các bạn coi nè. Due to các bạn nhớ due to về nghĩ thì nó giống như là because, nó mang nghĩa là vì. Nhưng mà khác biệt chỗ nào? Sau so because là sau sin hoặc là sau so so ạ nó phải làm một cái mệnh đề. Mệnh đề là nó sẽ có chủ ngữ và động từ. Còn sau due to các bạn vui lòng sử dụng như thầy một cái cụm danh từ hoặc là một cái danh từ. Thì các bạn coi nè, due to the heavy rain thì các bạn thấy rõ ràng là gì đây? Thầy có rain là danh từ, heavy nó đang là tính từ. Được chưa? Đó cho nên cái này là đây là một cái cụm Ok các bạn ha. Rồi, we can go out today được chưa? Thì câu này nó cũng sẽ bắt các bạn chuyển đổi thành câu điều kiện loại 2. Vậy chuyển đổi bằng cách nào đây? Thì thầy hướng dẫn các bạn. Bây giờ các bạn có thể viết nháp là chính là gì đây? Due to thì sau nó là một cái gì các bạn? Một cái cụm danh từ. Các bạn có thể các bạn có thể chuyển đổi nó thành một cái mệnh đề giúp hai chứ? Bởi vì sao? Bởi vì câu điều kiện loại 2 thì chắc chắn nó phải có hai mệnh đề. Cho nên các bạn không thể dùng cái cụm the heavy rain được cho các bạn phải chuyển đổi lại. Nhưng mà bây giờ thầy sẽ chuyển đổi nháp trước cho các bạn nha. Due to the heavy rain mình sẽ đổi lại thành gì đây? due so thì nó sẽ tương đương với because được chưa? Nhưng mà because nó phải là một cái mệnh đề Mệnh đề phải có chủ ngữ động từ Vậy cái gì các bạn phải tạo ra chủ ngữ động từ Vậy nó lại là gì? Bởi vì trời mưa lớn, trời mưa nặng hạt Thì bây giờ thầy nói lại đó chính là gì? Trời thì đó chính là cái, cái chủ ngữ ít Được chưa? Trời mưa thì mưa này đang là động từ Được chưa? Thì động từ mưa thì cũng có từ rain Nhưng mà một khi cái động từ thì buộc các bạn phải chia Được chưa các bạn? Mà câu này mà các bạn chia hiện tại thầy thôi Bởi đi... vì Câu điều kiểu lần 2 thì câu đề nó phải là ở hiện tại Because it rains heavy Trời mưa nó nặng hạt Nhưng mà các bạn coi nè Trong câu đề thầy có The heavy rain đang là một cái cụm danh từ Cụm danh từ là sự kết hợp giữa một tính từ và danh từ Rain này đang là danh từ nha các bạn Được chưa Nhưng mà rain trong câu này nó đang là động từ Mà động từ buộc không phải phải chia Được chưa Và vẫn lại uh, quay trở lại câu này Được chưa Thì đây là cụm danh từ Thì rõ ràng heavy đang là tính từ để bộ nghĩa cho danh từ rain nhưng mà đối với trường hợp câu này thì nó là gì? Bởi vì trời mưa nó nặng hạt thì bị lòi ra động từ. Mà sau động từ thì mình phải dùng đó chính là trạng từ. Được chưa? Để trạng từ nó bổ nghĩ cho hành động mưa. Được chưa? Cho nó còn chuyển đổi là gì? Because it rains heavily, phải we can't go out today. Thì lúc này các bạn thấy rõ ràng là nó quay trở lại đó chính là cái câu đơn giản phía trên này. Thì lúc này các bạn sẽ chuyển đổi lại nó dễ dàng hơn. Bởi vì thầy nhắc lại, câu điều kiện là các bạn phải cho thầy hai vế hai mệnh đề phải có chủ ngữ động từ còn nếu như câu đề như vậy á thì nó chỉ có các bạn chỉ mới xử lý được vế đầu vế sau ạ à. còn vế đầu các bạn chưa có chủ ngữ động từ cho các bạn phải chuyển đổi nháp lại ra thành như này được chưa thì câu này mình sẽ đổ lại với các bạn nếu nếu mà gì đây nếu mà trời nó không mưa bởi vì thằng đó các bạn rồi thì bây giờ nó khẳng định thành phủ định nếu mà nó không mưa ít ít mưa thì thành như các bạn không mưa đi đến rain bởi vì thằng đó rain là động từ mà mà sau đi đến rain thì động từ phải nguyên mẫu heavily viết lại rồi chúng tôi không thể thì đổ lại thành như các bạn chúng tôi có thể được chưa nhưng mà không phải lưu như thế can thành could go out today và các bạn nhớ mà một cái đó chính là gì chứ chờ đây nhiều bạn cứ ngựa ngựa đổi thành đó chính là this day that day chứ thành lộn là các bạn bị giữ bằng các bạn bị liên hệ với đó chính là câu tường thuật rồi được chưa chỉ có gọi là today đổi thành that day khi mà nó trong câu tường thuật thôi còn trong cái dạng câu có điều kiện loại hai là đừng có ngựa ngựa thay đổi được chứ các bạn giữ nguyên như thế nha cho nên câu này là các bạn biết gì đây là sai nha đừng ngựa ngựa đổi nha các bạn rồi thì các bạn hình dung mình được chưa thì nếu mà nó khó thì nó sẽ ra như vậy rồi tiếp tục đúng hai đó chính là cái bài uh, thầy sẽ có bằng một số ví dụ câu điều kiện là hai rồi câu số 1 các bạn thấy là gì đây nó có dấu hiệu gì đây because bởi vì được chưa nếu mà các bạn thấy cái chữ bởi vì nó đứng đầu câu nhớ lại nha nếu mà bởi vì nó đứng đầu câu thì các bạn tưởng tượng như là mình bỏ chữ bởi vì đó đi là các bạn tưởng tượng có chữ sâu ngay giữa và ngược lại nếu mà các bạn thấy chữ sâu ngay giữa thì các bạn tưởng tượng như là các bạn bỏ chữ số đi thì gắn thay vào đó các bạn gắn chữ because lên đầu câu và lúc mà các bạn làm lúc mà các bạn gọi là chuyển đổi sang câu điện loại hai thì các bạn vui lòng đó chính là là bạn làm xui giùm thầy làm xui là như nào là cái ý trong câu đề nó như nào thì các bạn làm y chang như vậy còn nếu mà các bạn thấy bị because nó đứng giữa thì vui lòng các bạn đảo giùm thầy hai vế lại được chưa cho thầy cho các bạn thầy sẽ giải thích cho bạn kỹ nè chúng tôi không thể đi leo núi ngày hôm nay bởi vì trời nó rất là lạnh thì bây giờ các bạn sẽ nói là là gì nếu mà chúng tôi nếu mà chúng tôi có thể đi leo núi ngày hôm nay thì trời nó sẽ lạnh đó. thì nói như vậy không được thì các bạn phải đảo lạnh đó chính là gì nếu mà trời nó không lạnh thì chúng tôi có thể leo núi ngày hôm nay các bạn hiểu được chưa thì câu này các bạn phải đổi thành câu thì còn là hai được chưa và các bạn phải lui dùm thầy thì cũng như là các bạn uh, khẳng định thành phủ định và phủ định khẳng định rồi câu này nói là gì nếu như đây nếu mà trời nó không không lạnh thì các bạn thấy câu này các bạn it's freezing các bạn thấy nó is freezing thì rõ ràng là gì các bạn freezing đang là tính từ là lạnh đó được chưa thì rõ ràng is này đang là it is các bạn thì it is thì đổi là thành gì các bạn đó chính là it it was được chưa nhưng mà một điều kiện của câu điều câu hai đó chính là gì was thì các bạn vui lòng đổi lại thành gì đó chính là were nhưng mà lỡ các bạn viết là it was thì bọn chấp nhận nha nhưng mà an toàn nhất là các bạn cứ chơi to be là thầy were cho thầy thôi nhớ chỉ có thể xuất hiện trong câu điều kiện thôi còn đối với câu tường thuộc các bạn phải viết was were bình thường nha Nhờ nhớ để nhớ thầy nhớ các bạn rồi vậy đây if it were nhưng mà cái này phải phủ định lên hai chứ bởi nếu mà trời nó không lạnh mà if it were not freezing rồi phải thì chắc chắn là chúng tôi có thể we could được chưa go hiking biết lại em thầy. Hình dung là chữ các bạn thầy nhắc lại, nếu mà các bạn thấy chữ because đứng giữa thì các bạn phải đảo với lại và ngược lại nếu các bạn thấy chữ because đứng đầu câu hoặc là các bạn thấy chữ so đứng giữa thì các bạn làm xui dùm thầy, các bạn dịch xui dùm thầy và nhớ phải luôn dịch câu đề rồi sau đó các bạn phải chuyển nó sang tiếng Việt rồi sau đó các bạn mới làm tiếng Anh giúp thầy thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn ha tiếp tục thầy câu số hai tôi nghĩ rằng bạn không nên uống quá nhiều cà phê câu này cũng là câu bắt các bạn dùng câu điện là 2 các bạn nhớ đây là một câu lời khuyên thì câu lời khuyên nó có liên quan đến câu điện là hai không có đó các bạn thì câu điện là hai có một câu lời khuyên đó chính là gì nếu tôi là bạn thì tôi sẽ không uống nhiều rượu hoặc là tôi không uống nhiều cà phê thì nó là gì các bạn có được hai là gì nếu tôi là bạn chắc chắn rồi if I were you được chưa tôi sẽ không hay tôi tôi không đến chắc chắn là tôi sẽ không nhìn thầy ai tôi sẽ không ai quyết định thì đối với trường hợp này là, là các bạn đừng có nghĩ là trong câu đề đang xuất định là khả, phủ định thì các bạn đồ thành khẳng định là không có nha cho nên các bạn phải dịch là gì nếu tôi là bạn tôi nên uống nhiều cà phê không được nếu tôi là bạn thì tôi sẽ không uống nhiều cà phê I wouldn't biết lại phải drink so much coffee là xong Ok ha. Tiếp tục câu số 3. Rồi câu này, giả bộ các bạn không biết chữ engine là gì, các bạn có thể dịch chay dùm thầy nha. Cái gì đó nó không bắt đầu. Bởi vì cái người lái xe gọi là không cái gì đó. Thì rõ ràng câu này là các bạn gọi là uh, mơ màng về nghĩ luôn. Cho nên các bạn phải buộc là các bạn phải áp dụng cái mẹo của thầy. Cái mẹo đầu tiên của thầy đó chính là gì đây? Đó chính là các bạn thấy chữ because. Được chưa? Hồi nãy thầy nói các bạn nói rõ, nếu mà các bạn thấy chữ because đến giữa thì các bạn phải như thế nào? các bạn phải làm xuôi hay các bạn làm ngược là các bạn phải như nào đảo hai vế lại giúp thầy thì bây giờ các bạn có thể là các bạn làm nhát đó chứ là bạn bắt đầu đảo lại nè các bạn viết nhát ra đó chính là gì because the driver doesn't fasten the seatbelt rồi sau đó là gì the engine doesn't start đó các bạn viết lại như vậy giúp thầy ha ok chưa rồi sau đó bắt vào các bạn coi là gì À, chữ đơn này đang phủ định Thì các bạn vui lòng chuyển đổi lại cho nó chính là khẳng định Nhưng mà nó ở phải thể với bạn Nó phải ở thể khẳng định với thầy Bởi vì nó đang phủ định phải đổi thành khẳng định Và đối với trường hợp này với bạn Cũng là phủ định cũng phải đổi thành khẳng định Nhưng mà phải lùi thành quá cơ đơn Là các bạn xử lý được vấn đề Mặc dù các bạn không biết nghĩa Vậy xử lý thế thầy nha Thì nó là gì? Nếu như các bạn Nếu the driver Không thì chắc chắn là các bạn không được dùng không nữa Thì các bạn phải cho khẳng định để chưa khẳng định là bỏ đơn đi nhưng mà sinh thì đây là động từ chính đúng không bạn bởi vì sau đơn ra là động từ chính được chứ? Fashion. Nhưng mà chỉ fashion buộc các bạn phải cho nó quá khứ đơn chứ bởi vì câu điện còn là hai, vế số ít thì các bạn phải dùng quá khứ đơn. Mà quá khứ đơn phải dùng câu điện cụ hai. Vậy cột 2 của fashion là gì? Bí quá thì các bạn cứ chỉ chỉ còn thêm id Được chưa? Fashion the Nhưng mà các bạn nhớ này, lúc mà các bạn thêm ED thì các bạn phải lưu ý vấn đề gì nữa? Đó chính là có còn phải gấp đôi phụ âm à, các bạn có còn phải gấp đôi phụ âm cuối hay không thì các bạn coi nè. Cái từ này đúng không? Các bạn thấy là gì? N là phụ âm đứng trước đó e là nguyên âm thì theo quy tắc theo quy tắc nếu mà một động từ đứng cuối cùng là một âm đứng trước là nguyên âm thì các bạn phải gấp đôi âm cuối nhưng mà các bạn phải nhớ nếu động từ ham tiết nó còn phải thỏa một điều kiện nữa đó chính là gì động từ đó nó phải nhấn vào âm tiết thứ nhất à, ta xin lỗi động từ đó nó phải nhấn vào âm tiết thứ hai thì nó mới gấp đôi được được chưa vậy câu này các bạn đâu biết nghĩ và các bạn cũng đâu biết cách phát âm cho nên là rất là khó để mình xác định được chưa và cho nên thầy mở rồi thầy cho nên thầy nói luôn cái từ này mình đọc là fashion fashion nó nhấn vào âm tiết thứ nhất cho nên là mình không được gấp đôi phụ âm cuối mặc dù nó có nó thỏa một điều kiện là gì n là phụ âm phụ âm cuối n là phụ âm đứng trước nó là nguyên âm được chưa nó giống như từ các bạn từ listen này đúng không chữ listen nó có đi chang rồi đúng mấy đứa nhưng mà từ này nhấn vào âm tiết thứ nhất cho nên tuyệt đối là không được gấp đôi chữ n là thêm đi tuyệt đối là sai được chưa? Rồi cho nên câu này bí quá thì các bạn cứ như nào các bạn thêm đi. The seatbelt rồi vế sau viết lại phải. Rồi, gì nữa này? The the engine doesn't thì cũng bỏ luôn thầy. Rồi sau đó như các bạn. Nhưng mà vế sau thì các bạn phải như nào? Câu đi kiểu là hai, vế sau ít thì các bạn phải có gì? Would cho thầy. Nhưng mà cái này không được would not nữa bởi vì câu khẳng định câu phủ định thanh khẳng định rồi sau đó would gì thôi. Would star thì các bạn đã xử lý được vấn đề chưa? Các bạn tự tin được chưa? Thì đây là một số mẹo thầy nhắc lại cái mẹo đây là bạn này. Câu này gọi là về nghĩ mình bị mờ mịt cho nên là mình phải áp dụng cái mèo cái mẹo đầu tiên đó chính là gì nếu mà thấy chị bị khớp đứng giữa thì các bạn tưởng tượng là các bạn đảo với lại như thế này là đảo thành như thế này rồi sau đó là gì đây nó đang phủ định thì các bạn đổi thành nó khẳng định và các bạn phải lui thì là xong xuôi được chưa còn nếu mà các bạn thấy chị bị câu đề đó các bạn đã thấy chị bị khớp đầu câu thì các bạn gọi là làm xui như thầy cũng tưởng tượng như là các bạn thấy chị xô đứng giữa thì các bạn cũng làm xui như thầy là xong khỏi còn biết nghĩ các bạn làm không được hiểu được chưa tiếp tục thầy đó chính là câu số tư rồi con sư các bạn thấy dấu hiệu chữ sâu chưa? Rõ ràng có chữ sâu ở giữa thì các bạn khỏi còn gọi là đảo gì nữa, các bạn cứ làm xu như thầy. Được chưa? Rồi câu này phủ định thì đổ lại khẳng định và sau đó là chữ khen thì các bạn chỉ còn gọi là uh, khả, phủ định thành khẳng định là xong. Rồi câu này nó là gì? Nếu như đây, nhưng mà câu này gọi là từ vựng cũng dễ cho nên cứ dịch là gì các bạn? Cô ấy không cao, vì vậy anh ấy không thể bằng nhiều loại phong cách khác nhau. Cho nó là gì? Nếu mà cô ấy cao thì anh ấy có thể bận nhiều phong cách khác nhau. Đối với trường hợp này là câu đề nó đã có model verb rồi. Cho nên là các bạn khỏi còn sử dụng chữ would nữa. Nha, yeah, nhớ mày nha. Câu đề đã có modal verb. Model verb là can đó, động từ kiến khuyết đó. Bởi vì would nó cũng là model verb các bạn. Nãy thầy nói các bạn chưa rồi ha. Thì nó là gì? Nếu mà cô ấy cao, if gì các bạn? If she were told cho thầy. Hoặc là was cũng được. Nhưng mà trong câu đề kiểu là 2. thì to be của nó là word thầy. If she were told, phải, phải có dấu phải nha. He can thành he Good. rồi sau đó viết lại từ đầu tới cuối là xong xuôi ok câu số 5 rồi xác định như thầy giả bộ câu này từ phần khó quá ha thì xác định nè because thì đứng các bạn thấy because đứng giữa thì các bạn chắc chắn các bạn phải làm ngược giùm thầy được chưa thì tưởng là tưởng tượng là các bạn đảo lại giùm thầy nha thì nó là gì bởi vì bạn không đi ngủ sớm bạn kiểu như là rất là mệt mỏi thì nó là gì các bạn nếu mà bạn đi ngủ sớm đúng không các bạn bởi phủ định khẳng định nếu bạn đi ngủ sớm thì bạn sẽ không mệt thì nó là cái gì if you Don thì đổ lại là thành gì bạn? Bỏ chữ don đi. Chữ go thì chỉ còn lùi thành cái quá khứ đơn. If you went to bed earlier. Phải. Bạn sẽ mệt thì đổ lại là gì bạn? Bạn sẽ không mệt. You ở đây. Bạn sẽ không. You would. Đúng không? You would not. Mà would not thì phải would not gì các bạn? Phải would not be so tired. Bởi vì tại sao có lại có be? Các bạn phải. Đối với cái trường hợp này. Nếu mà có to be nha. Nếu mà trong cuộc đề mà có to be. Thì chắc chắn là các bạn phải vui lòng chuyển đổi thành would not be dùm thầy. Bởi vì sao? Bởi vì vế này nó không có động từ chính Mà cụ thể nó có tính từ Cho nên là nó không có động từ thương Cho nên là các bạn phải có động từ to be như thầy Kịp chưa? Lưu ý thêm giờ thầy vấn đề này nha Nếu mà các bạn bị thiếu chu be là câu này các bạn bị sai Các bạn chỉ được nửa điểm thôi Ok ha Tiếp tục câu 6 Câu này hơi lạ các bạn ha Tôi có thể làm cho bạn một cái bánh nhưng mà không còn trứng ở trong tủ lạnh ngay lúc này nữa thì câu này quá dễ là gì các bạn Nó lại như này thôi đó chính là gì nếu gì đấy nếu mà tôi có thể làm một cái bánh hả không được. Nếu mà có trứng ở trong tủ lạnh thì tôi có thể làm cho các bạn một cái bánh. À chưa các bạn, rồi câu này nó là gì? Câu này là gì? Nếu nếu có trứng. Nếu không uh, không có trứng thì nó là nếu có trứng chứ các bạn. Đó, nếu có trứng they are đò, cái này phủ định thành khẳng định, Đó chính là gì? They were. Như mà các bạn, khẳng phủ định thành khẳng định, được chưa? Mà bây giờ cái này chữ o thì đổi thành chữ were. If they were eggs chữ any là các bạn khỏi còn thêm gì chữ any là tuyệt đối các bạn bỏ như này nha bởi vì các bạn nhớ any là người ta sẽ dùng trong câu hỏi cũng như là trong câu phủ định còn thường còn trong câu khẳng định thì người ta thường sẽ không dùng chữ any để chơi cho nên câu này mà các bạn gắn chữ any vào thì câu của bạn nó bị sai cho nên an toàn là bạn bỏ any giúp thầy if there were eggs in the fridge nào các bạn viết lại bình thường và một lần nữa các bạn đừng có ngựa ngựa là các bạn uh, đổi chữ nào thành chữ đen nha nhớ chữ nào đổi thành chữ đen khi mà nó trong câu tường thuật thôi if there were eggs in the fridge now phải được chưa tôi có thể thì đối với trường hợp này các bạn nhớ giùm thầy một cái đó chính là gì là mình không có các bạn coi nè trong câu đề nó đang là gì đây trong câu đề nó đang là khẳng định nhưng mà đối với trường hợp này là mình không có đổi khẳng định thành phủ định nữa bởi vì sao bởi vì trong câu này là người ta đã sử dụng liên từ but thì liên từ bớt là nó đã gì rồi các bạn nó đã phủ định rồi cho nên là câu này buộc là các bạn phải dịch nghĩa giùm này nha if there were nếu mà có trứng ở trong tôi đàn thì tôi có thể làm cho bạn bánh chứ sao mà tôi không thể làm cho bạn bánh cho nên cái này là tuyệt đối là các bạn không có được đổi phủ định thành khẳng định và khẳng định thành phủ định được chưa cho nên câu này chỉ các bạn viết lại giùm thầy thôi là xong xuôi được chưa cho nên đề thi nếu mà có chị bớt là nó rất nguy hiểm được chưa? Nếu có chữ bớt thì các bạn thấy rõ, rõ, ràng là gì? Vế sau bớt thì lúc này các bạn mới chuyển khẳng định thành phủ định, phủ định thành khẳng định. Còn vế trước bớt thì các bạn vui lòng gì bạn viết lại giùm thầy, các bạn chỉ cần lùi thì thôi. Mà trong vấn đề chữ khuất người ta đã lùi sẵn cho các bạn rồi. Các bạn kịp chưa? Lưu ý thầy vấn đề đó nha. Đó, coi như cho nên có chữ bớt thì vế sau bớt thì mình lùi và mình gọi là đổi khẳng định phủ định. Còn vế còn lại thì các bạn giữ nguyên, được chưa? Và các bạn chỉ lùi thì thôi là xong. Câu số 7. Dấu hiệu có gì đây? A à, resort as a result đó chính là kết quả là thì các bạn có thể thấy as a result nó y chang là chữ xô về đó được chưa cho nên cái câu này các bạn sẽ cứ làm xu dùm thành và các bạn chỉ còn lui thì khẳng định phủ định là xong được chưa rồi nhưng mà câu này từ cũng dễ mà đúng không du khách vứt rác ở trong sông kết quả là cái dòng nước nó bị ô nhiễm thì nó là là gì các bạn nếu mà du, khách không vứt rác thì nó là gì các bạn if tourists không được chưa không thì các bạn phải dùng đó chính là uh, phủ định của quá khứ đơn đúng không các bạn They didn't mà sau so đi động từ phải như nào? Động từ nguyên mẫu. Throw leader in the river. Phải dùng thay một cái. Rồi tuyệt đối là bỏ chữ so hoặc chữ as a resort. Các bạn gắn này và sai đó. Thì cái dòng suối, dòng sông con uh, và cái dòng nước nó sẽ không ô nhiễm nữa đúng không? Thì phế sau ít các bạn vui lòng phải dùng đó chính là would. Nhưng mà khẳng định thành phủ định. Cho nên phải would gì? Would not. Và các bạn phải đặt câu hỏi. À câu này mình có cái bi hay không? thì rõ ràng câu này phải có be bởi vì trong câu này nó không có động từ thường thì phải có be bởi vì trong câu này mình có tu bi nè cho nên phải đổi thành be nguyên mẫu uh, Be uh, bi như thế này thành đó chính là polluted là xong lưu ý về vấn đề này nha và cuối cùng tôi đây câu này câu này là nó gọi là hỏng cho các bạn có chữ so hay chữ because gì hết trơn cho nên buộc các bạn phải có nghĩ các bạn coi như thầy nha I don't have a spare ticket chữ spare là gì kể nó tôi không có một cái vé tôi không thể dắt bạn đi đến cái buổi hòa nhạc được chưa cho nên câu này các bạn coi nè mặc dù các bạn không biết chữ spare là gì nhưng các bạn có thể dự đoán là gì ờ, tôi không thể dắt bạn đi co, gọi là concert được bởi vì bởi vì tôi không có một cái vé dư được chưa cho nên có loại ra chứ các bạn cho nên câu này nó là gì bởi vì tôi không có vé dư thì tôi không thể dắt bạn gọi là đến buổi hòa nhạc được cho nên nói ngược lại là gì nếu mà tôi có một vé dư thì tôi sẽ dắt bạn đi thì nó là gì if i có bé đúng không thì các bạn phủ định khẳng, khẳng định à, thành th chị hát phải lùi thì thầy, thầy a spare ticket phải thì tôi không thể thì thành tôi có thể rồi với sau viết là thành y chang đã okay, các bạn à, thì lưu ý thầy thì câu điều của là hai thầy cảm thấy đó chính là cái cái câu mà nó khó nhất trong cái đề thi sắp tới của các bạn thì các bạn lưu ý thầy những cái gọi là nhắc nhở của thầy cũng như những cái mẹo của thầy ok rồi cái tiếp theo đó chính là gì đó các bạn đó chính là uh, mình uh, mệnh đề quan hệ được chưa mệnh đều quan hệ thì các bạn lưu ý này mệnh đề quan hệ nó có đó chính là những bạn mệnh đều quan hệ xác định và mệnh đều quan hệ không xác định được chưa các bạn lưu ý này có mệnh đều quan hệ thì các bạn lưu ý có thử câu này có còn dấu phẩy hay không và nhắc lại khi nào mình sẽ còn dấu phẩy trước mệnh đều quan hệ đó chính là chủ ngữ là các bạn thấy là có những cái từ ví dụ như this nè that nè rồi these nè rồi those nè đúng không các bạn rồi sau đó là có những cái tính từ sở ví dụ là mai nè rồi sau đó là hơi này nọ kiểu đúng không thì lúc đó thì các bạn mới phải với thầy một cái được chưa và khi nào các bạn còn dấu phẩy nữa đó chính là khi mà các bạn thấy đó chính là gì nếu mà các bạn bỏ cái mệnh đề ngay giữa hai dấu phẩy mà các bạn gọi là nếu mà bỏ cái mệnh đề ngay giữa hai dấu phẩy uh, cái mệnh đề ngay giữa uh, nếu mà các bạn bỏ mệnh đề ngay giữa hai dấu phẩy mà gọi là cái mệnh đề còn lại đó cái câu còn lại nó có nghĩa thì lúc đó các bạn mới còn dấu phẩy cái này nói chung là thầy đã nói các bạn rồi cho nên giờ thầy không phân tích kỹ nữa được chưa rồi thử lòng giùm thầy nha câu số 1 câu này các bạn thấy rồi rằng có gì đáp giờ, chắc chắn là câu này phải có dấu phải, được chưa rồi giùm thầy nha nói chung ở bài mệnh đều quan hệ này các bạn phải dịch một câu thì các bạn mới làm được nếu bạn không có từ vựng là câu này khó lắm cho nên là không đối với cái trường hợp mà câu điều kiện loại hai á thì các bạn áp dụng cái mẹo được chứ gọi là câu đi con mệnh mệnh đề quan hệ là không thể nào áp dụng được cho thầy cái mẹo được chưa vậy thầy nha cái người phụ nữ đó là gì bạn là bạn của mẹ tôi con trai của ấy đang học cái gì đó các bạn thấy rõ ràng đang học rồi các bạn thấy nó đang viết hoa thì nhiều khả năng đang, đang là một cái ngôn ngữ các bạn có thể là đang học tiếng pháp nhanh gọn đi các bạn phải chế ra cho thầy thì các bạn phải quan trọng của các bạn phải coi cái câu sau nó mang ý nghĩa gì so với câu trước nó lặp lại gì ý gì về trước câu trước thì các bạn thấy câu sau có lặp lại cái, cái người phụ nữ đó không không cái câu sau người ta chỉ nói về đó chứ người con của ấy thì rõ ràng câu câu sau nó mang ý nghĩa gì các bạn về sở hữu mà gọi mẹ đều qua quan hệ sở hữu người ta chỉ có tính chính là từ như bằng từ whose đúng không thì câu này nói là gì cái người phụ nữ đó người mà có con trai đang học tiếng pháp là bạn của mẹ tôi các bạn loài ra chưa và chắc chắn câu này phải có dấu phải bởi vì chủ ngữ có chữ đáp thì nó là gì that lady người mà người mà có phải whose tuyệt đối là đã có chữ who rồi tuyệt đối các bạn phải bỏ giùm thầy đó chính là những cái tính từ sở hữu nha who is learning gì đó rồi phải giúp thầy cái. Rồi. Is my mother's friend. Ổn áp chưa? Tại thực tế Arabic nó không phải là tiếng Pháp đâu nha. Arabic là tiếng tiếng Ả Rập đó các bạn. Ok chứ các bạn. Quan trọng các bạn phải coi câu sau nó mang ý nghĩa. Nó có quan hệ gì so với cái chủ ngữ phía trước. Ok ha. Rồi câu số 2. The machine broke down. Cái machine là cái máy móc nó. Các bạn thấy chữ broke là vỡ vụn gì. breakdown là gì? Giải bộ không biết kệ nó. Để chứ các bạn thể, có thể dự đoán là gì? Cái cái máy móc nó hư đi. Được chưa? À, rồi bây giờ nó hoạt động trở lại. Thì câu, câu này các bạn thấy Vế sau Nó chỉ lặp lại cái máy thôi Cho nên câu này chỉ dùng Mệnh đều quan hệ which luôn các bạn Vậy các bạn Nhưng mà các bạn coi thử câu này Mình có cần phải sử dụng Đó chính là uh, Đó chính là uh, Dấu phẩy không Được chưa Rồi thử thầy nha Phải dịch lại với thầy nha Cái máy Cái mà vậy các bạn Cái máy Cái mà đã bị hư Đúng không các bạn Cái máy Cái mà đã bị hư Thì bây giờ Nó đã hoạt động trở lại Được vậy Câu này nói là gì The machine cái mà đã hư which broke down được chưa bây giờ đã hoạt động trở lại is working now bởi vì một khi mà các bạn đã sử dụng mình để quan hệ rồi là các bạn phải bỏ những thấy chủ ngữ được chưa thì loại ra câu này the machine which broke down is working now được chưa các bạn rồi ví dụ câu này các bạn có có còn dấu phẩy ngay giữa cái này không được chưa rồi các bạn coi nè chủ ngữ đang là the machine nhưng mà các bạn coi Nếu mà thầy bỏ đi cái mệnh đề quan hệ này Thì câu nó có nghĩa hay không Thì câu còn lại là gì The machine is working now Được chưa Thì đối với cái trường hợp này Thì nếu mình bỏ cái này Thì câu này nó như đó các bạn Nó gọi là vẫn chưa xác định được Cái máy này là cái máy nào Cho nên câu này là Các bạn không được còn giáo phải Được chưa các bạn The machine which prototype is working now Là các bạn khỏi còn giáo phải Được chưa Tiếp tục câu số 3 Tôi đã gặp một người bạn cũ của tôi vợ của nấy là một diễn viên nổi tiếng thì rõ ràng câu này nó mang ý nghĩa gì các bạn à chắc chắn là không nói lại người bạn của mình mà nói về vợ của bạn mình cho nên mang ý nghĩa sở hữu thì nó nói lại là gì các bạn tôi đã gặp người bạn cũ tôi con câu, câu này có chứ phải không có sao không có chị mai này được chưa met my old friend người mà có vợ được chưa phải giúp thầy một cái người mà có vợ whose wife rồi viết lại từ đầu tới cuối này là xong và nhớ phải bỏ cái thầy chữ his nha là xong câu số 4 A building was destroyed in the storm là một cái tòa nhà nó đã bị phá hoại trong cái cơn bão. Nó bây giờ đã được xây dựng lại thì câu này nó là gì các bạn? Cái tòa nhà cái mà đã bị phá hoại trong cơn bão đã được xây dựng lại. Thì câu này các bạn vui lòng nhớ chữ ờ uh, đổ là thành dữ the. Nếu được thì các bạn thấy chữ ờ uh, đúng không các bạn? Biến đô là thành the là xong. Được chưa? Và nhớ câu này là những bạn có giấy phải hay không? Vì các bạn viết trước đi ha. Cái tòa nhà cái mà bị tàn phá which was destroyed. Rồi in the storm. Rồi sau đó là gì các bạn? It has thì bỏ chủ ngữ it đi. Còn đó cho là chữ has viết lại thầy. Thì các bạn coi. Nếu mình bỏ gì đây? Nếu mình bỏ cái cụm này đi. Thì câu nó còn lại là gì? The building has now been rebuilt. Vậy biết cái tòa này, tòa nhà nào chưa? Tòa nhà của ai chưa? Chưa. Cho nên câu này là tuyệt đối không được có dấu phẩy. ha Cho nên là một cái kinh nghiệm là gì? Thường nếu mà bạn thấy chủ ngữ chữ thờ á. Thì các bạn không có dấu phẩy. Thường thôi nha các bạn. Tiếp tục our teacher was very kind. Giáo viên của chúng tôi rất là rất là tự tế câu này từng làm các bạn rồi đó. Giáo viên của tôi rất là tử tế. Tôi đã quên tên của cô ấy thì câu này nó lại là gì các bạn? Các bạn thấy rõ ràng là vế sau mình có nhắc lại cô ấy không không? Mình nhắc lại tên của cô ấy thì vế sau nó gọi là nó 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 gọi là quan uh, quan hệ ý nghĩa với các bạn, sự đúng không? Thì nó lại là gì? Câu này khó nha. Chơi Đó chính là gì? Câu này có có dấu phẩy không? Chắc chắn là có bởi vì các bạn? Có chữ our này. Chứ, thì nó lại là gì các bạn? Tôi đã quên tên cô ấy người mà là giáo viên rất tự tế học được phải là gì giáo viên của chúng tôi người mà có cái tên tôi đã quên thì rất là tốt bụng thì dễ dàng hơn chưa các bạn thì nó là gì các bạn our teacher người mà có cái tên phải giúp thầy một cái who người mà có cái tên whose name tôi, I have forgotten phải được chưa rất là tự tế was very kind là xong xuôi ha tiếp tục giúp thầy đó chính là gì đây? I was looking for a book this morning. Tôi đã tìm kiếm một cuốn sách vào sáng nay. Bây giờ tôi đã tìm thấy nó. thì câu này nó lại gì các bạn? Đã, đó chính là gì? À, phải đảo lại cho thầy tôi nha. Tôi đã tìm thấy cuốn sách cái mà tôi đã tìm kiếm vào sáng nay. được chứ các bạn? thì nó là gì? I found ở uh, book hả? tôi đã tìm thấy một cuốn sách hả? các bạn xác định cuốn sách luôn như thầy thầy nói rồi ờ uh, thầy, 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 thầy the book được chưa đó i uh, i have found the book cái mà các bạn nhớ đường gắn chỉ this morning vào nha được chưa tôi đã tìm thấy cái cuốn sách cái mà which i was looking for this morning là sao Ok chưa? Đó. Và câu này tuyệt đối không có dấu phẩy nha các bạn bởi vì các bạn coi nè, nếu mình bỏ cái cụm này đi, thì câu nó còn là gì tôi đã tìm thấy cuốn sách thì câu này nó vẫn chưa hoàn chỉnh cho nên là tuyệt đối không có phải which I was looking for this morning thực tế câu này là mình bỏ mệnh đề quan hệ được đúng không bạn bởi vì sau mệnh đề quan hệ là một cái chủ ngữ này bỏ được rồi chứ nhưng mà yêu cầu đề bài là phải có mệnh đề quan hệ cho nên các bạn phải gắn vào nha rồi tiếp tục câu số 7 nhiều người đã gọi là ứng tuyển cho công việc rất ít người trong số họ là có những cái bằng cấp cần thiết bài này phải có từ vựng các bạn mới làm được được chưa? Thì câu này nói là gì các bạn? Được chưa? Câu này người ta gợi ý đó chính là few. Được chưa? Few of. Thì nói là gì? Câu này nó sẽ dịch lại nha. Nhiều người ứng tuyển cho công việc. Có rất là ít người trong số họ có được cái bằng cấp cần thiết. Thì nói là gì? Có rất là ít người. Người mà ứng tuyển cho công việc có bằng cấp cần thiết. Được chưa? Thì câu này nói là gì? Few of. Có rất ít người. Few of. People. Người mà. Who applied for the job có cái kỹ năng cần thiết thì biết lại em thầy có bằng cấp cần thiết cho nên cái bài này là các bạn bỏ giùm thầy đó chính là cái từ a lot of. chứ không thể các bạn nói là gì có rất uh, có rất ít người của nhiều người chắc chắn là sai rồi phải là gì không thể nào là các bạn chơi few of many people được cho nên phải là gì uh, few of people được rồi người mà ứng tuyển cho công việc thì có kỹ năng cần thiết thì rõ ràng câu này mình bỏ cái mình quan hệ được mình có có được có, có, phải không thì câu trả lời là không tiếp tục câu số 8 The strike at the factory has now ended. The strike began 10 days ago. Câu này thôi thầy dịch nhanh nha, giờ thầy mệt quá rồi. Giờ thầy dịch cho các bạn nha. The strike đó chính là cái cái vụ đình công tại cái nhà máy ngày, ngày bây giờ nó đã kết thúc và cái cuộc đình công nó đã bắt đầu 10 ngày hôm trước thì nó là gì các bạn? Cái cuộc đình công cái mà đã bắt đầu 10 ngày hôm trước thì bây giờ nó đã gì các bạn? Kết thúc thì nó là gì? The strike. Cái mà the strike at the factory chứ đúng không? cái mà đã bắt đầu which began 10 days ago được chưa bây giờ has now ended thì các bạn coi câu này có dấu phải hay không thì các bạn coi nè nếu mà bỏ cái cái mệnh đề quan hệ đi thì câu còn lại nó có ý nghĩa không cái gì đây cái cuộc đình công tại cái nhà máy bây giờ đã chấm dứt thì câu này đã hoàn chỉnh về nghĩa chưa chắc chắn hoàn chỉnh rồi bởi vì mình đã xác định được cái cuộc đình công nào chưa xác định rồi bởi vì cuộc đình công ở đâu các bạn cả nhà máy cho nên câu này chắc chắn phải có dấu phẩy dùm thay. được chưa bởi vì nếu mà mình bỏ cái mệnh đề này đi thì rõ ràng là câu nó có đầy đủ ý nghĩa được chưa bà đã xác định xác định được cái chủ ngữ đó là cái gì rồi ok ha tiếp tục có 9 dùm thay. the mangoes are rotten là những cái quả xoài nó như nào đó tôi đã mua nó vào tuần trước nhiều các bạn thấy rõ ràng chỉ rotten các bạn không biết nghĩ nhưng mà kể các bạn chế ra giùm thầy được chưa là những quả xoài nó ngon tôi đã mua nó vào tuần trước mà các bạn coi xoài tuần trước rồi thì tới giờ nó như nào các bạn làm sao nó còn ngon nữa cho nên có thể lại gì là gì những trái xoài nó đã gì các bạn nó đã bị hư được chưa đó có thể chế như vậy tôi đã mua chúng vào tuần trước thì nó là gì các bạn là những trái xoài những trái mà tôi đã mua vào tuần trước thì nó đã hư ừ, thì nó là gì các bạn the mangoes cái mà which I bought Có which I bought là mà bỏ như vậy, chúng ta nha which I bought last week were all rotten rồi câu này có bỏ gọi là mệnh đề quan hệ không có bỏ cái gọi là cái mệnh đề này đúng hay không chắc chắn là không bởi vì nó có bạn nói là gì the men's go are rotten thì nếu như vậy thì câu nó vẫn chưa đầy đủ bởi vì đâu biết xoài nào đâu nếu các bạn nói thêm là gì à xoài thì tôi đã mua vào tuần trước thì nó mới đầy đủ ý được chưa tiếp tục câu số 10 bố của tôi có kế hoạch trồng cái gì đó cái mà ông ấy thấy khá là đẹp rồi chưa thì các bạn thấy rõ ra là gì giả bộ nguyên ok là gì kệ nó các bạn chế này trồng gì đây trồng trồng cái gì mà đẹp các bạn phải trồng hoa rồi kệ chế một loại hoa đi chứ hoa phượng chẳng hạn hoặc là hoa lan gì đó đi kệ nó các bạn ha rồi bố của tôi đã có kế hoạch trồng hoa hoa lan cái mà ông ấy ủa câu này thầy lỡ xài các bạn luôn tiêu rồi câu này thầy lỡ chi các bạn luôn cũng cho nên câu này phải câu gốc nó là gì các bạn đây he finds them quite beautiful đó câu này câu gốc này như vậy các bạn ha bố của tôi có ý định trồng hoa lan ông ấy thấy chúng khá đẹp thì con này nói lại là gì các bạn bố của tôi chắc chắn phải có chữ phải rồi đúng không các bạn bố của tôi có ý định trồng hoa lan cái mà ông ấy cảm thấy đẹp là loài ra chứ các bạn đó thì nói lại từ đầu nè trồng hoa lan nè phải cái mà which he finds them thì bỏ chữ them đi why beautiful Viết lại là sao. Ok, tiếp tục câu 11. Bố của cô ấy vẫn gọi là có cái này phải quản lý các bạn. Man is là vẫn xoay sở được, vẫn có khả năng làm được việc gì, gì đó. Thì câu này là gì? Bố của cô ấy vẫn có thể làm việc toàn thời gian. Ông ấy là đã còn 70 tuổi rồi. Ông ấy trong độ tuổi 70. Đó thì câu này nói lại là, là gì các bạn? đó chính là gì? Bố của cô ấy người mà trong độ tuổi 70 thì vẫn có thể làm việc toàn thời gian được. Hoặc là gì? Bố của cô ấy người mà vẫn có thể làm được uh, toàn thời gian trong uh, hiện tại đang trong độ tuổi 70 thì câu này các bạn chơi như nào cũng được thì bây giờ thầy nói là gì đây bố của ấy phải có dấu phẩy nha các bạn her father phải người mà who is in his is in his 70s được chưa phải viết lại y chang câu đề em thầy nha phải still viết lại giúp thầy là xong manages ok ha những bài này làm nhiều rồi ha các bạn rồi tiếp tục câu 12 những nhà ở nhà khoa học đã chiến thắng những giải thưởng cho những cái công trình, những cái tác phẩm của ấy, những cái công trình của ấy, được chưa? gọi là cái vaccine của ấy đã được chứ bạn? cái vaccine của ấy đã được cái gì đó, được chưa? đã được sản xuất hàng loạt từ bận rẽ rồi. thì con này nó là gì bạn? nó mang ý nghĩa gì? vế sau nó gọi nó có lặp lại cái uh, gọi là cái người nhạc học đó không? không, cái vế sau nó chỉ là gì thôi các bạn? cái vế sau nó chỉ gọi là nó là gọi là cái sở hữu của ấy thôi. thì phải dùng về để quan hệ. thù thì nó là gì các bạn? cái người học, người mà có cái vaccine được sản xuất hàng loạt thì đã chiến thắng giải thưởng cho công trình quay được chưa? Thì nó là cái gì? The scientist Phải à, câu này có dấu phẩy không thầy chỉ biết nha, viết lại này. Whose người mà whose vaccine was mass produced. Được chưa? Has won prizes for her work. Được chưa? Vậy câu này có dấu phẩy hay không? Được chưa? Thì các bạn coi mình có bỏ được mệnh đề này hay không? Được chưa? The scientist has won prizes for her work. Thì câu này mình sẽ không còn dấu phẩy. Ok ha. Rồi nhưng mà thực tế nha. Câu này các bạn có dấu phẩy thì bạn chấp nhận. Được chưa? Cho nên câu này thầy nghĩ. Uh, nếu mà theo gọi là kinh nghiệm của thầy. Thì nó sẽ có dấu phẩy nó sẽ phù hợp hơn. Rồi tiếp tục thầy. Câu 13. Cái nhà hàng ở trên đường là biết cái nhà hàng nào chưa? Chắc chắn là xác định nhà hàng rồi. Cho nên câu này phải có dấu phẩy nha cái nhà hàng ở trên đường thì nó phục vụ đồ ăn rất ngon và bố tôi đã làm việc cho nó thì nó là gì các bạn cái nhà hàng cái mà bố tôi đã từng làm việc được chưa đã uh, kiểu như là phục vụ đồ ăn rất là ngon được chưa các bạn thì con này nói là gì các bạn câu này mình nói lại đó chính là the restaurant on the street cái mà phải có chứ phải chứ đúng không which my father used to work for thôi đúng bạn bởi vì câu này đang sử dụng về độ quan hệ chữ viết cho nên bỏ chữ tìm thầy là chưa for phải rồi serves excellent food là xong câu này phải có dấu phẩy các bạn ha là chưa rồi câu này mình chỉ dùng về độ quan hệ viết thôi nha đừng đề thi nó không có bắt bạn dùng về độ quan hệ quê cho nên các bạn đừng có ngựa ngựa sử dụng về độ quan hệ quê nha rồi câu 14 Sarah làm việc cho một công ty, nó tạo ra những cái ứng dụng phần mềm. Chắc chắn là vế sau nó nhắc lại đó chính là cái công ty thôi. Thì câu này nói là như các bạn Sarah works for a company, được chưa? Which creates software application, được chưa các bạn? Đó, Sarah làm việc cho một công ty, được chưa? Cái mà, được chưa? Thì câu này có mẹ đeo quan hệ không? Câu này có dấu phải không các bạn? Câu này có dấu phải không? Được chưa? Thì câu này mình đã có chủ ngữ Sarah rồi. Được chưa? Cho nên phải có dấu. Phải. Được chưa? Cái mà. Có chủ ngữ tên riêng rồi. À, nãy thầy quên nói đó chính là gì? Cái này có chứ phải có tên riêng nha các bạn. Tiếp tục. What was the name of the boy? Tên của cậu bé là gì? Bố của nấy làm việc trong một cái công ty, uh, một cái tổ chức uh, non-profit. Câu này từng làm với các bạn rồi đó. Một cái tổ chức chính là phi lợi nhuận. Thì câu này rõ ràng vế sao có làm là cậu bé không không? Vế sao nó mang ý nghĩa đó chính là quan hệ. Được chưa? Đó chính là uh, bố của cậu ấy này. Được chưa? Quan hệ sở hữu đó. Được rồi. Rồi thì câu này nó là gì các bạn? Cái này vẫn là câu hỏi nha, đây là câu hỏi như các bạn thì nó là gì? Tên của cậu bé người mà có bố làm việc được chưa là xong rồi đúng không? Thì nó là gì? What was the name of the boy? Người mà có bố là sống. Boy người mà có bố whose father rồi biết lại hay là sống. Ok chứ? Rồi câu này bởi vì câu hỏi thì các bạn khỏi có dấu chấm thì nó khỏi còn dấu phẩy gì nhá. Và cuối cùng, Sydney Sydney có nhiều địa điểm tham quan du lịch, thu hút khách du lịch. Nó không phải là cái thủ đô của Úc. được chơi Thì cậu này, thầy từng làm các bạn thôi. Thì nó là gì? Sydney, cái mà không phải là thủ đô của Úc thì có nhiều địa điểm tham quan du lịch. Hoặc là gì? Sydney, cái mà có nhiều địa điểm thu hút khách du lịch thì không phải là thủ đô của Úc. Các bạn chơi nó cũng được. Nhưng mà câu này thầy nghĩ là gì? Sydney, cái mà không phải là thủ đô của Úc. Được chưa? Which is not the capital of Australia phải thành cái câu nào có dấu phải bởi vì chủ ngôn là tên riêng rồi sau đó has many tourist attraction những bài này làm hết rồi ha kể bạn ha rồi xong tất tập, tập tập những cái bài này của thầy